Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhu cầu mua sắm thực phẩm Tết của người dân cũng đang dần tăng cao. Để chủ động nguồn thực phẩm, đảm bảo an toàn cung cấp ra thị trường, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm tại xã Giao An đã chủ động tăng đàn và đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi, cung cấp sản phẩm an toàn cho thị trường. Tham gia hợp tác xã chăn nuôi gà Hán Sơn Dương từ năm 2018. Vì thế, anh Phạm Văn Diện ở làng Viên, xã Giao An rất am hiểu về quy trình kỹ thuật nuôi và chăm sóc giống gà Lai Chọi Bình Định. Một trong những giống gà có trọng lượng vừa phải, thịt chắc, thơm ngon và được thị trường ưa chuộng. Anh Diện cho biết, ngay từ khi bắt đầu tham gia hợp tác xã chăn nuôi gà Hán Sơn Dương, anh và các thành viên trong hợp tác xã đều được hỗ trợ về kiến thức, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Vì thế, trại gà của gia đình anh cũng như các trại gà khác trong hợp tác xã đều phát triển khỏe mạnh, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cung cấp ra thị trường. Cũng như mọi năm, vào các tháng 9, tháng 10 dương lịch, gia đình anh Diện lại nuôi một lứa trên 2.500 con để xuất bán vào dịp Tết. Vì được chăn nuôi theo hình thức bán công nghiệp, vừa cho ăn thức ăn công nghiệp, vừa thả ra ngoài cho gà kiếm ăn thêm. Vào thời điểm trước khi xuất bán một tháng, gia đình còn đổi dần thức ăn công nghiệp sang cho ăn ngô nghiền, ngô hạt trộn lẫn với rau xanh để đảm bảo thêm độ thơm ngon cho thịt gà. Vì thế, những lứa gà của gia đình anh Diện xuất bán đều được thị trường rất ưa chuộng. Giống gà nhà mình hiện tại bây giờ đang nuôi là giống gà Lai Chọi Bình Định. Gà thì thăn chắc ngon. Bây giờ hiện tại chuẩn bị vô Tết đây ở gia đình thì còn 1.800 con gà chuẩn bị cung ứng vô dịp Tết Nguyên đán đây cho bà con. So với năm trước thì năm nay thì giá gà không được bình ổn lắm, hơi thấp. Còn các năm trước thì giá cứ giáp gần Tết lại rất chi là cao. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh khiến cho giá cả thực phẩm, đặc biệt là đối với thịt gà khá thấp, trong khi các chi phí chăn nuôi lại vẫn ở mức cao, bắt buộc người chăn nuôi chỉ có thể duy trì ở mức cầm chừng, mặc dù nhu cầu cung ứng thực phẩm Tết cho thị trường tương đối cao. Những cái năm trước thì vô thời điểm như bây giờ là giá là 72, còn năm nay thì hiện tại bây giờ mới đang chưa đến được 60. Hiện nay tại xã Giao An có 4 trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn, từ 1.000 đến 3.500 con. Thời điểm này các trang trại đều đang tập trung chăm sóc để đảm bảo nguồn thực phẩm cung cấp ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Và theo kiểm tra đánh giá của chính quyền địa phương, hầu hết các trang trại đều tuân thủ các quy định chăn nuôi an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.